Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube Holic Audio. Nếu các bạn muốn kênh làm về bộ truyện hoặc sách nào vui lòng để lại bình luận bên dưới nhé. Mời các bạn theo dõi câu chuyện. Thứ nữ. Tác giả: Bất Du Vinh Tiểu Ngư. Thể loại: Ngôn tình xuyên không, Ra đấu. Thứ nữ. Bất Du Vinh Tiểu Ngư. Chương 85. Edit Xìa bê tiểu tuyền khóe mắt lãnh hoa đình hiện tiêu ngoan lệ hung ác vỗ vai nàng rồi nói, yên tâm đi, ta đã sai người coi chừng dùm, hôm qua không có ai, cũng bởi sợ chúng ta nổi lên nghi ngờ, ít nhất thì trong mấy ngày này sẽ không, là vì muốn chờ chúng ta mất phòng bị một lần nữa. Cẩm nương nghĩ xem thử cũng cảm thấy đúng, vừa đứng lên chuẩn bị rời đi, thì lãnh hoa đình kéo lấy ống tay áo của nàng, mắt lấp lánh, môi đỏ mỏng khẽ nhếch, nhưng lại không nói gì, Cẩm nương không khỏi học bộ dáng của hắn để chọc vào chán hắn lại, cơm chưa xong sẽ về, ở chung một chỗ với nương, sẽ không có chuyện gì đâu. Lãnh hòa đình nghe xong liền kéo nàng ngã vào lòng hắn, ghé sát bên tai nàng rồi tốn hơi thừa lời, không cho phép si mê đến hoa mắt với người khác. Á, à, cái đồ nam nhân hẹp hòi không phóng khoáng này, Cẩm nương nghe xong giận hắn liếc mắt một cái, lắc lắc thân thể rồi đứng vững vàng, suốt ngày toàn nhìn thấy yêu nghiệt như chàng, mắt của ta còn có thể hoa si được với người nào nữa. Vừa nói vừa cúi lệch đầu nhìn, bĩu môi nói, thiếp không ở nhà, bản thân chàng cần phải tự bảo vệ cho tốt, trong phủ này hoa hoa cỏ cỏ nhiều hơn đó, đừng để khi ta trở lại thì chàng đã nhặt lên một đóa. Lãnh hòa đình nghe xong thấy tâm tình thật tốt, vừa cười híp cả mắt vừa nói, tóm lại nương tử nhớ về sớm, nếu không ta liền tết vòng hoa cho nàng đội. Cẩm nương mặc kệ lời đó, dẫn tứ nhi ra cửa chờ cẩm nương đi rồi lãnh hoa đình thu lại nụ cười vẫy tay một cái thì lãnh khiêm liền vọt ra thiếu ra chuẩn bị thỏa đáng rồi đại cữu lưu ra nhốt tại hầm ngầm trong vườn đã có vài huynh đệ trông chừng sẽ không có chuyện gì đâu lãnh hoa đình nghe xong liền gật đầu nói đi đến phòng của ngọc nhi ngọc nhi nằm trong buồng cẩm nương chẳng qua chỉ phạt nàng cũng không hạ cấp bậc của nàng trong nhà tất cả đồ dùng đều đầy đủ hết gian phòng cũng rộng thoáng chẳng qua là vết thương rất đau cái mông sưng lên to đùng, thiếu phu nhân không cho cho bôi thuốc, nên tiểu nha đầu hầu hạ nàng chỉ giúp nàng lau rửa, thật sự một chút thuốc cũng không cho nàng bôi, nàng cũng chỉ có thể nhịn đau nằm lì trên giường. Trong đầu cố gắng hồi tưởng đến chuyện mấy ngày qua, thiếu phu nhân vào phủ cũng hơn một tháng rồi, rõ ràng nhìn chính là người tâm từ thủ nhuyễn nhân từ hay nương tay, bình nhi mắng nàng như vậy, nàng cũng tha thứ lần nữa, mà nàng cũng không trách phạt mẹ của Châu Nhi. Mình vẫn rất cẩn thận, cũng không để cho nàng bắt được lỗi lầm gì nàng vì sao phải hãm hại mình chẳng lẽ là đang suy nghĩ cửa phòng được mở ra cơn gió mùa đông cũng tràn vào theo ngọc nhi khó khăn quay đầu nhìn liền thấy thiếu gia đang ngồi xe lăn chậm rãi được đẩy vào ánh mặt trời vẩy ánh sáng sau lưng thiếu gia còn phủ thêm một vầng ánh kim tỏa sáng lấp lánh cùng nụ cười mỹ lệ ngọc nhi cho dù nhìn sáu năm vẫn bị vẻ đẹp của thiếu gia làm cho mơ ngẩn còn bởi vì người nhích tới gần mà cảm thấy hít thở không thông. Thiếu gia, Ngọc Nhi nghĩ sao cũng không nghĩ tới thiếu gia còn có thể đến xem nàng, hôm qua thiếu gia nhất quyết vô tình như vậy, khiến cho Ngọc Nhi tan nát cõi lòng, khi thấy thiếu gia đến gần, nàng vừa ủy khuất vừa kích động. Lãnh Hòa Đình đẩy xe lăn chậm rãi đi vào, ngừng lại trước giường Ngọc Nhi, lạm yên nhìn Ngọc Nhi trên giường, ánh mắt đạm mạc rồi hiện lên một tia đau lòng. Ngọc Nhi bị cay nhìn đầy tình cảm hiện lên rồi biết mất nhanh chóng làm ngơ ngẩn, hồi lâu sau cũng không mở mắt ra nổi. Nàng từ nhỏ cũng biết thiếu gia chán ghét những cô gái ngắm nhìn chằm chằm mình, nhưng mà... Đây là lần đầu tiên thiếu gia nhìn nàng có chút tình cảm chứ không toát ra đạm mạc, mặc dù thoáng qua rồi biến mất nhưng vẫn làm cho nàng kích động không thôi, đã nhiều năm dưỡng thành thói quen như vậy. Lãnh hòa đình vẫn lặng lặng nhìn nàng, vẻ mặt chẳng có đến nửa điểm tình cảm, ngọc nhi bị hắn nhìn vậy trong lòng thấy sợ hãi không nhịn được nên chột dạ một trận đầu óc vốn tinh nhanh giờ có chút tê cứng đành mở miệng nói thiếu ra thật ra thì nô tì lãnh hòa đình nghe thấy chân mày liền trao lại ánh mắt bớt chuyên chú chút ít ngọc nhi nuốt nước miếng nhớ tới tình cảnh của châu nhi liền sửa lại miệng thật ra thì nô tì thực sự không có trộm cây châm của thiếu phu nhân thiếu ra thật sự nhìn thấy mà đúng là thiếu phu nhân thường cho nô tì Lãnh hòa đình nghe thấy, sắc mặt lạnh lùng hẳn, nhưng vẫn chỉ lặng yên nhìn nàng, không nói gì. Ánh mắt kia lạnh lùng quá mức, giống như biết sự thực, đồng thời khiến Ngọc Nhi chột dạ, cảm giác bị đè nén, lời muốn nói cũng bắt đầu lắp bắp ngập ngừng, việc đó, thiếu ra, nô tỳ thật không có làm sai cái gì. Thiếu phu nhân có chủ tâm, chủ tâm đặt điều nói bậy, muốn đuổi nô tỳ thân cận bên thiếu ra đi. Châu Nhi đã chết, lãnh hòa đình đột nhiên ngắt lời. Ngọc Nhi lúc này mới kịp phản ứng lại, thiếu gia không muốn nghe người khác dù chỉ nửa điểm nói xấu thiếu phu nhân nên không khỏi quính lên, khẩn trương ngẩng đầu lên nhìn tay thiếu gia, may mắn, trong tay thiếu gia trống trơn, cũng không có nghiên mực chén trà hay thứ gì đó, tuy vậy một lúc nữa chỉ sợ đầu cũng muốn nở hoa. Đang hoảng loạn, lại nghe lãnh hoa đình nói, đối với người ta vốn nghĩ sẽ không giống như vậy. Lúc nói thì thần sắc có chút u buồn. Ngọc Nhi cứng đờ người, đợi thiếu gia nói tiếp thì lãnh hoa đình đã đẩy xe lăn đi ra ngoài rồi, nàng không khỏi hô to một tiếng thiếu gia. Lãnh hoa đình không để ý nàng, trực tiếp rời đi. Tấm mảnh nhanh chóng nâng lên hạ xuống, Ngọc Nhi cảm giác trái tim mình trống rỗng, nước mắt như hạt châu bị đứt dây chảy xuống, trong lòng vừa vui vừa lo. Hơn nữa còn cảm thấy mật ngọt. Thiếu gia mới nói, đối với mình là không đồng dạng như vậy, là không giống nhau. Vốn nghĩ rằng thiếu gia vô tình, cho nên dù có tâm tư xốn sang cũng không dám biểu lộ nửa điểm. Sau lại vừa thấy tận mắt nhìn thiếu gia xử trí Bình Nhi và Xuân Hồng, thì càng đem tâm tư muốn biểu lộ kia quyết bóp chết, nhưng khi nhìn thiếu gia ân cần ấm áp với thiếu phu nhân, nàng vừa ao ước vừa hận, tâm tư cũng linh hoạt lên. Thì ra thiếu gia không phải người vô tình, chẳng qua tình cảm của người chôn được sâu kín. Vậy, vậy, nàng đột nhiên ôm lấy đầu rồi khóc lên, mình tạo nghiệt gì nha, nếu thiếu gia ngày nào đó thật thật xa rời, vậy, không, nàng không dám nghĩ thiếu gia có tình cảm với nàng, nàng nhất định phải đối đãi thiếu gia thật tốt, loại chuyện tình đó thì tuyệt đối không có thể tiếp tục rồi, nhưng mà. Lãnh hòa đình sau khi đi, Ngọc Nhi ở trong phòng nghĩ tới nghĩ lui, đầu óc đều nhanh muốn nổ tung. Nàng cố sức suy nghĩ kế sách, vừa quay đầu, thấy một bình thuốc nhỏ trên giường, mở ra vừa nhìn liền biết chính là thuốc trị thương thượng hạng. Thứ này sau khi thiếu gia đi mới có, chẳng lẽ là thiếu gia? nàng không khỏi kích động mà hô to một tiếng, thiếu gia, Ngọc Nhi thật xin lỗi thiếu gia. Cẩm nương đến viện của Vương Phi, Thượng quan Mai cùng nhị phu nhân đã đến rồi, nhìn cẩm nương khoan thai tới chậm, nhị phu nhân vẫn tỏ ra hoàn hảo, nhưng nét mặt Thượng quan Mai tỏ vẻ không nhẫn nại. Chỉ có Vương Phi cười mị hoặc, vừa thấy cẩm nương đi vào, liền vội vàng đứng dậy, thân mật lôi kéo tay cẩm nương nhìn từ trên xuống dưới một cái, khiến cho tai cẩm nương nóng lên, mặt cũng đỏ ửng, khẽ nâng mắt, Thẹn thùng kêu một tiếng, "Nương." Vương phi vỗ tay nàng, cười ha hả ra tiếng, "Tốt, tốt, tốt, hôm nay con mặc nhìn cũng xinh, vừa tinh xảo vừa hào phóng." Vừa nói vừa nhỏ giọng kề tai cầm nương hỏi, "Thân thể có khó chịu không?" Nương vốn nghĩ muốn để con nghỉ ngơi rồi, lần đầu tiên đều sẽ. "Nương," cầm nương mắc cỡ chỉ muốn tìm một cái lỗ chui vào, nhị phu nhân cùng thượng quan mai đều ở trong phòng, bên cạnh còn có một đoàn nha hoàn bà mụ. Tốt, 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 nương không nói nữa, không nói, xem con quẫn bách kìa, nương đã trương canh hạt sen bách hợp, trước tiên uống một chút rồi hãng đi. Tiếng nói vừa dứt, Ngọc Bích đã bưng canh lên, xem ra là đã sớm chuẩn bị xong. Nhị phu nhân thấy mẹ chồng nàng dâu này thân mật liền cười, trêu ghẹo vương phi, vương tẩu, tẩu cũng quá sủng ái cầm nương rồi, ai mà không phải trải qua chuyện như vậy. Vừa nói vừa nhìn về phía thượng quan mai, Mai như vậy mà vừa vào cửa liền viên phòng rồi, chỉ tiếc vẫn chưa mang thai, Cẩm Nương, cháu nên cố gắng nhiều hơn mới đúng, trong vương phủ cũng đã thật lâu không có thêm nam tử tân đinh, rồi, xem mẹ chồng của cháu như vậy, sợ sẽ trông mong mòn mỏi đây." Lời này đâm thẳng nỗi đau của Thượng Quan Mai, nàng cũng không hiểu vì sao mình chưa thể mang thai, đã bắt mạch nhiều lần, thai y vốn nói thân thể rất tốt, thân thể tướng công cũng khỏe mạnh, không biết có vấn đề chỗ nào, thật sự là gấp muốn chết. Lúc trước sớm nghe nói cầm nương vẫn chưa viên phòng, lần này nhìn sắc mặt hồng thuận, ánh mắt hàm mị, trong lòng nàng khó ngăn được e sợ, nếu cầm nương thật sự có hỷ sự trước. Ây, nghe nói nàng chưa chữa khỏi chứng bệnh kia thì làm sao có thể mang thai, vừa nghĩ như thế, trong lòng nàng đã thả lòng chút ít, sắc mặt cũng trở nên bình tĩnh hơn nhiều. Vương Phi cùng cầm nương nghe ra nhị phu nhân nói bóng nói gió. Chuyện thân thể cầm nương có bệnh cùng tin tức hai nô tỳ bình nhi châu nhi mất mạng sợ sớm đã truyền ra ngoài, nhị phu nhân nói như vậy đơn giản là hát gáo nước lạnh tạt vào vương phi, viên phòng thì thế nào, bất quá cũng vẫn là con gà không thể đẻ trứng. Nụ cười của vương phi có chút đông cứng, nhưng mà con dâu là của mình, bất kể người khác thấy thế nào, mình thương yêu là được. Cũng không đáp lại lời nhị phu nhân, nhìn cầm nương uống chén canh, nàng mới lên tiếng, đi thôi, xe ngựa đã sớm chuẩn bị tốt, chỉ chờ riêng một mình con. Lúc nói, vẻ mặt vẫn tươi cười nhị phu nhân mặc một thân trang phục màu trắng thuần, vạt áo theo đóa mộc lan đạm nhạt, búi tóc theo kiểu thông dụng, ngay giữa búi tóc chỉ cài một cây ngọc châm, cả người thoạt nhìn nhẹ nhàng khoan khoái nhưng đơn độc, vẫn mang bộ dáng lãnh ngạo theo thói quen. Mà thượng quan mai mặc một bộ váy áo bằng gấm may vừa người màu mai hồng, trên vạt áo dùng tơ trắng đính một hàng ngọc trai, lộ ra vẻ hoa mỹ mà quý khí, búi tóc cài bông mẫu đơn, ở giữa cắm ba cây châm cánh phượng sáng loáng, hai bên điểm xuyến vài chuỗi hạt bạch ngọc tinh tế. Càng tôn lên nước da trắng như tuyết của nàng, cực kỳ xinh đẹp. Vương phi ăn mặc rất tùy ý, cũng không tận lực chọn trang phục, nhưng luôn khoe được vẻ quốc sắc thiên hương, đồ trang sức trang nhã lấp lánh cũng mang phong vị khác, chỉ cần ở chung một chỗ với vương phi thì toàn bộ người bên cạnh liền làm nền. Mấy người mang theo nha hoàn riêng của mình ra khỏi cổng, ba cỗ xe ngựa đã chờ sẵn, một chiếc để vương phi cùng cầm nương còn có thượng quan Mai ngồi chung, nhị phu nhân ngồi một mình trên xe của Đông phủ thượng quan mai thấy liền dứt khoát lên xe của nhị phu nhân để tránh phải chen chúc mấy nha hoàn bà tử thì chen chúc lên chiếc xe phía sau trong xe ngựa cũng chỉ có hai người vương phi cùng cẩm nương vương phi thu bất nụ cười trên mặt nghiêm nghị hỏi cẩm nương thuốc kia có uống đúng hạn không thân thể cảm giác khá hơn không có chuyện gì thì nhất định phải nói với nương đây chính là đại sự không được qua loa cẩm nương nghe vậy vội vàng gật đầu đáp mỗi ngày đều đúng hạn uống đủ hết nguyệt sự cũng bình thường hơn chút ít, chẳng qua. Chẳng qua là tuổi con dâu còn nhỏ, sao có thể. Vừa nói vừa thẹn thùng cúi đầu. Vương Phi nhìn thế nên thở dài, trên mặt lộ ra một chút vẻ lo lắng, hiện tại thân thể Đình Nhi cũng không thấy khởi sắc. Vương gia tuy là tặng mặc ngọc cho con, nhưng mà nếu Đình Nhi. Còn dù sao chẳng qua thân phận nữ nhi, sao có thể lo liệu được phần gia nghiệp lớn như vậy. Nếu có thể sớm sinh nhất nhi bán nữ, sau này cho dù người khác muốn đoạt, chúng ta cũng có thể nói lý. Khi nói, thanh âm cũng có chút nghẹn. Cẩm nương vội vã chân an vương phi, thân thể tướng công cũng có khởi sắc rồi, chẳng qua là. Chẳng qua là tướng công chàng. Thần sắc do dự, lời nói ngập ngừng thật không giống ca tính nàng thường ngày thẳng thắn cởi mở. Vương phi nghe xong hai mắt lại tỏa sáng, kích động cầm tay nàng nói có phải đình nhi không muốn người khác biết hay không. Nhất định là thế rồi, đình nhi rất thông minh ngừng nói một chút rồi yên lặng nhìn cầm nương con là đứa trẻ ngoan đình nhi ở chung một chỗ với con liền thay đổi rất nhiều con nói cho nương biết thân thể đình nhi có phải tốt hơn trước hay không có phải hay không nương biết trong phù phức tạp đình nhi là sợ vừa nói vành mắt vương phi đã đỏ lên lại nói tiếp ta là mẹ hắn cho dù biết cũng sẽ không hại hắn a à, đình nhi nếu không nghĩ để người khác biết chẳng lẽ ta đây làm mẹ lại sẽ đi mọi nơi nói lung tung sao Cẩm nương mềm lòng rồi, Vương Phi nói hết sức có lý, trong thiên hạ chỉ có cha mẹ là hết lòng hết sức với con cái mà không vụ lợi, cho dù Vương Phi từng phạm sai lầm nhưng cũng tuyệt đối là do vô tâm. Nhìn Vương Phi khóc đến bi thiết, Cẩm nương liền nói, nương, thật ra thì tướng công. Đang muốn nói, xe ngựa đột nhiên dừng bất ngờ, Cẩm nương ngồi không ổn định, thân thể nghiêng về một bên buồng xe, đầu nàng bị đụng đau, Vương Phi vội vàng kéo nàng lại, sóc rèm xe quát phu xe ở bên ngoài, bên ngoài là người nào, tại sao dừng lại. Cẩm nương cũng nhìn ra phía ngoài xe, lúc trước còn chưa chú ý, giờ mới biết được phu xe là một gã sai vặt trẻ tuổi mặc bộ trang phục người hầu nhưng không giống nô tài trong phủ, không khỏi nhìn thêm một cái. Thấy người kia vừa đúng lúc quay đầu lại, cẩm nương liền ngẩn ra, mặt mày người nọ rất giống lãnh khiêm, cùng một bộ dáng lạnh lùng, khuôn mặt cương nghị nhìn nghiêng như đau gọt, cơ thể cường tráng, cầm nương quay đầu xem tình cảnh bốn phía rõ ràng là đi trên đường cái bằng phẳng, vụ sóc này mới vừa rồi sợ là. Thật xin lỗi Vương Phi, vừa có tảng đá cản đường. Người nhỏ cung kính quay đầu lại nói. Vương Phi nghe rồi cũng không nói gì nữa mà hạ rèm cầm nương lập tức lại gần tiếp lời, nương, mới vừa rồi đụng thương đầu của con rồi, con dựa vào nghỉ ngơi một chút. Vương Phi vốn còn muốn hỏi thêm nàng, thấy đôi mi thanh tú của nàng nhíu chặt lộ vẻ đau đớn khó nhịn nên đành phải thôi. Xe dừng lại trước cửa phủ dụ thân vương, trước cửa lớn cô cùng náo nhiệt, dụ thân vương là em thân huynh đệ, ruột của hoàng thượng, lão vương phi. Thật ra là nghi thái phi nương nương. Đường kim thiên tử lúc đại tang đã thương cảm bởi mảnh hiếu tâm của dụ thân vương nên cho phép dụ thân vương đón nghi thái phi trở về phủ an dưỡng. Nhưng tất cả quy chế vẫn theo như trong cung, có thể thấy được hoàng thượng sủng ái dụ thân vương nhiều thế nào, hôm nay là đại thọ của lão thai phi, hoàng thân quốc thích trong kinh thành cùng quan viên lớn nhỏ tự nhiên là không thể bỏ lỡ, hàng ngũ người đến chúc mừng đứng chờ thật dài. Chẳng qua là dụ thân vương biết hoàng thượng cần kiểm, cho nên nếu quan viên nào tới đều chối từ thu lễ vật, nhận tiệp chúc liền mời về, chỉ náo nhiệt mời ra quyến những hoàng thân quốc thích cùng hoàng tộc như người phủ giản thân vương, phủ chữ thân vương đến lễ mừng thọ để thái phi vui vẻ cho nên khi cầm nương xuống xe liền thấy rất nhiều nô bộc quản sự nói đôi lời với một đám quan viên đến đây tặng lễ, rồi đuổi bọn họ đi về. Nhưng mấy vị quản sự hiểu biết lúc nhìn thấy xe ngựa phủ giản thân vương tới liền nhanh chóng đón tiếp, thuận tiện dẫn một đám gia đình tới đây mở đường, sợ có người đụng đến gia quyến phủ giản thân vương. Nhị phu nhân cùng vương phi đi phía trước, cầm nương cùng thượng quan mai theo sát sau, một vị mụ mụ quản sự đón các nàng vào cổng trong, đã thấy dụ thân vương phi từ cổng trong ra đón, Thật xa đã cười nói, "Ai nha, Uyển Thanh muội muội, Tĩnh Như muội muội, các muội đã tới rồi à?" Lưu Phi nương nương vừa mới nhắc đến, còn hỏi làm sao vẫn chưa thấy bóng dáng hai muội muội đây. Vương Phi nghe xong liền cười nói, "Thanh Cúc tỷ tỷ, chúng ta không phải đã tới sao? Hôm nay quý phủ thật là náo nhiệt, muội cùng Tĩnh Như cũng vì sợ tỷ bận rộn quá mức cho nên mới muộn một chút nha." Dù thân Vương Phi làm bộ đánh nàng, tỷ còn đang muốn muội tới giúp đỡ tỷ chứ, muội còn nói như vậy tĩnh như vương tàu của muội định là lười biếng rồi sao muội cũng học nàng thế nhị phu nhân mang vẻ mặt trong trèo lạnh lùng mỉm cười khẽ gật đầu nói vương tàu là đau lòng con dâu chờ con dâu đi nếu không cũng sẽ tới được sớm vừa nói vừa nhìn cầm nương một cái dụ thân vương phi vừa quay đầu thấy được thượng quan mai cùng cầm nương liền thân mật cầm tay thượng quan mai nói mai nhi a à, thái tử phi cũng tới được một lúc rồi mai nhi ngược lại còn để mẫu phi chờ thật sự đáng phạt đi. Thượng quan mai nghe xong liền thản nhiên cười, kéo tay cầm nương nói, vương phi ngài không biết rồi, trong mắt mẫu phi hôm nay cũng không có ta, mẫu phi nha, chính là đau lòng đệ muội nhà ta đây. Dù thân vương phi dường như lúc này mới để ý cầm nương, mới nghiêng đầu qua liếc cầm nương một cái, lễ phép nói rõ với vương phi, con dâu của huyền muội nhìn thật trung thực, tuổi còn nhỏ a, tiểu hài tử không hiểu chuyện, không trách được muốn cho mẫu phi đợi. Vương Phi vừa nghe lời này, sắc mặt liền hơi trầm xuống, nói với dụ thân Vương Phi, cầm nương là đứa trẻ hiền lành và hiểu biết, hôm nay bất quá là do đình nhi nên mới đến chậm chút ít, thanh cúc tỷ tỷ khi nào thì hẹp hỏi như thế, không phải nói Lưu Phi nương nương đang đợi sao. Nên mau đi vào trước đã. Lời nói lạnh nhạt của dụ thân Vương Phi về cầm nương khác với nói thượng quan mai, nhưng trên mặt nàng vẫn mang nụ cười nhẹ nhàng ấm áp, kính cần theo sát phía sau Vương Phi, hai mắt nhìn thẳng phía trước nàng hoàn toàn không thấy vị khách nào của phủ dụ thân vương lui tới, mà thật ra nhị phu nhân vẫn mải miết chú ý đến nàng. Lão vương phi hôm nay đã 65 tuổi, bộ dáng phúc đức, vẻ mặt tươi cười ngồi ở giữa tránh đường, bên cạnh phân chia chủ thứ ngồi thành hai hàng, dụ thân vương phi vừa vào nhà liền đẩy vương phi lên trước, cười nói, xem một chút, cuối cùng cũng nhanh đón được muội muội liêu phi nương nương, ngài nói. Muội ấy tới trễ như thế có phải nên phạt muội muội hay không? Vương Phi liền cười làm bộ muốn đánh nàng, sảng giọng nói, cũng đã làm mẹ chồng, làm sao có thể nhí nhảnh vui vẻ như thời trẻ được. Vừa nói, trước tiên lễ bái chào hỏi Thái Phi nương nương, nhị phu nhân cùng thượng quan mai, cầm nương cùng nhau lên một lượt cũng làm lễ, lão Thái Phi lạnh nhạt đối với nhị phu nhân, nhưng vừa thấy thượng quan mai liền vẫy tay, mai nhi nha đầu này đúng là càng ngày càng duyên dáng rồi, xem một thân trang phục này rất đẹp, thật đúng là quý khí đây. Lưu Phi nương nương ngồi một bên chỉ khẽ cười, nhìn lướt qua thượng quan mai, thái tử Phi ngồi ở bên cạnh Lưu Phi nương nương nghe thấy lời lão thái Phi cũng cười theo, nàng bất quá như con khỉ con, ngày thường chỉ biết đùa chơi thôi, thái Phi ngài cũng đừng khen nàng, nàng không thể nhận lời khen như thế đâu. Thượng quan mai nghe liền hờn dỗi nói với thái Phi, thái Phi, tỷ tỷ nhà ta ghen tỷ ta xinh đẹp hơn nàng đấy, đúng không? Thái Phi nghe xong liền cười ha ha, nhất thời không khí trong phòng dễ dàng náo nhiệt, Cầm Nương cười nhạt theo và đi phía sau Vương Phi. Vương Phi kéo nàng đến trước mặt Lưu Phi Nương Nương để cho Cầm Nương thi lễ rất quy củ rồi nói: Nương Nương, đây chính là Cầm Nương. Ánh mắt Cầm Nương lúc trước cũng không nhìn loạn, lúc này mới nhìn Lưu Phi Nương Nương, thoáng ngắm nhìn thật sự như thiên tiên. Lưu Phi Nương Nương cùng Vương Phi có bảy tám phần tương tự, nhưng khí chất Vương Phi xuất trần như tiên, mà Lưu Phi Nương Nương là khí chất rực rỡ thêm tinh tế, cao quý lộng lẫy, ung dung đoan trang, uy nghiêm tự nhiên làm người ta không dám nhìn ngắm lâu. Xem ra Lưu Nương Nương có lẽ là tìm muội ruột thịt với Vương Phi đây. Lưu Nương Nương cũng đánh giá cầm nương, đã sớm nghe nói Đình Nhi cưới chính là thứ nữ nhà tôn tướng quân, trong lòng Lưu Nương Nương không phải rất vui vẻ, nhưng nghĩ tới thân thì Đình Nhi nên cũng chẳng nói gì. Hôm nay nhìn kỹ cầm nương, ngũ quan coi như thanh tú, giữa một đám mỹ nhân nàng cũng có không ít chỗ thua kém, nhưng thần khí hào phóng thong dong không thấy nửa điểm nhát gan nào núng thường gặp trên người thứ nữ hơn nữa cặp mắt kia linh động hữu thần chính là đang nhìn mình cũng không thấy lộ ra nửa phần tự ti e ngại. Điều này càng làm cho Lưu Nương Nương cho mày, nàng sống trong cung hơn 10 năm, đã sớm luyện thành một đôi mắt mang uy hiếp khiếp người. Tiểu cung nữ nhìn thấy nàng chỉ dám nhìn lần đầu tiên thì lần sau sẽ sợ đến không dám nhìn thêm nữa. Mà bộ giảng cầm nương bất quá chỉ 14-15 tuổi mà có thể có bình tĩnh can đảm như thế, không thể không nói rằng ánh mắt muội muội cũng không tệ lắm. Cưới vợ phải cưới hiền thê, xem ra cô gái này không phải kiểu chủ tử mặc người ta khi dễ sợ còn muốn hơn một bậc so với vương phi muội muội nhà mình đây gọi là cầm nương sao đến gần chút ít để ta ngắm kỹ lưu phi nương nương khó có khi mình cười mà nói cẩm nương nghe liền nhìn vương phi một cái thấy con mắt vương phi lóe sáng gật đầu với nàng liền chậm rãi đi tới biết vâng lời đứng ở trước mặt lưu phi nương nương bộ dáng cũng không tệ lắm chẳng qua là quá gầy thôi uyển thanh muội phải hào hào giúp nàng điều dưỡng cẩn thận, xem một chút sang năm có khi có cháu bế. Liêu Phi nương nương kéo tay cầm nương, đánh giá trên dưới một phen. Vương Phi nghe xong liền nói, mới vào phủ cũng chưa được bao nhiêu thời gian nghỉ ngơi, đứa nhỏ này vừa vất vả giúp muội vừa có nhiều tâm sự, tự nhiên sẽ không an dưỡng tốt rồi, cũng may Đình Nhi cũng thương nàng, có đồ tốt toàn tặng nàng đấy. Vừa nói, trong mắt liền hàm chứa một tia kiêu ngạo, Lưu Phi nương nương nghe được ngẩn ra, vòng vo hỏi Vương Phi, nàng mới bao nhiêu, muội sẽ để cho nàng trường quản gia đình. Thanh âm lời này thật ra cũng không lớn, nhưng để cho Thái tử Phi cùng Thượng quan Mai cùng nghe đi. Thượng quan Mai biết rõ Lưu Phi nương nương là hiểu lầm ý tứ của Vương Phi nên sắc mặt lúc này u buồn hẳn, đôi môi nhắm chặt, một dáng bị ủy khuất lại không thể lên tiếng. Thái tử Phi vừa thấy liền nhíu lông mày, chen miệng vào nói, Vương Thẩm chính là đang tuổi tươi trẻ như Xuân Thu, làm sao lại nghĩ tới muốn giao quyền cho con dâu rồi, các nàng còn rất trẻ tuổi. Vương Phi nghe rồi ngẩn ra, cười với Thái Tử Phi, Thái Tử Phi hiểu lầm, thần phụ chỉ nói là nàng đang giúp thần phụ, cũng không phải là muốn cho các nàng công việc quản gia. Thái Tử Phi liền nhìn Thượng Quan Mai một cái, khóe môi liền mang vẻ châm biếm, à, thì ra là như vậy. Sợ là muội muội của ta ngày thường quá mức nghịch ngợm, không có học mấy chuyện đứng đắn, nên công việc quản gia cũng sẽ không học đây. Thái tử Phi nói lời này, thật ra thì bất bình thay Thượng Quan Mai. Thượng Quan Mai là thế tử Phi giản thân Vương Phủ. Lẽ ra Vương Phi muốn tìm người giúp đỡ để ý gia phủ cũng phải nhớ đến Thượng Quan Mai trước tiên. Không nên tìm cẩm nương, lời này chính cả Lưu Phi nương nương nghe cũng cảm thấy không phản bác lại được. Chỉ đành liếc mắt giận trách Vương Phi, khi không lại nhắc tới chuyện này làm gì. Vừa lúc Thái tử Phi đang ở đây, càng không thể nháo loạn cho người khác nhìn sao vương phi nghe càng ngẩn ra lời này nói xong sợ là không giải thích cũng biến thành mình bất công với thứ tức liền khẽ cười nói thái tử phi vốn là cầm nương phát hiện phòng bếp nhỏ trong viện của thần phụ có vấn đề cho nên thần phụ liền để nàng sửa sang lại quy chế nàng đưa ra quy định đều tâm tư xảo diệu vừa bớt việc vừa bớt lo còn có thể khiến các nô tài phía dưới phải trung thành chăm chỉ làm việc làm thần phụ mỗi ngày bớt được không ít chuyện. Hôm nay thần phụ đang định dùng mấy quy tắc ấy cho toàn phù. Còn định sáng mai cho Mai Nhi xem một chút, bảo đảm có thể làm trong viện của nàng cũng thanh tĩnh hơn. Lời Vương Phi cũng không giống để ý tới Thái Tử Phi mà tra xét chút ít, nghe giống như giải thích, thật ra thì đang bảo vệ cầm nương, nhưng cũng nói rõ mình không phải bất công với hai nàng dâu, chẳng qua cầm nương để ý đối với nàng hơn, vừa chứng tỏ nàng càng thêm thông tuệ làm trưởng bối tự nhiên là thích con dâu vừa hiếu thuận vừa chịu khó rồi. Một bên cũng không có trách cứ thượng quan mai nửa câu, lại làm cho mấy người đang ngồi nghe ra hai cô con dâu phủ giản thân vương thật là đều tốt đều ngoan. Lưu Phi nương nương nghe lời này mới tán thưởng nhìn Vương Phi rốt cuộc cứng cỏi hơn trước kia nhiều, vừa liếc mắt cầm nương, thấy nàng trên mặt không vui không buồn, bộ dáng cẩn thận lắng nghe, thật lòng học tập, liền gật đầu, cảm thấy rất hứng thú lời của Vương Phi thế muội muội cũng nói thêm một chút xem nàng dùng biện pháp gì mà muội nói tốt như vậy sợ là cố ý khen con dâu nhà mình a à, mọi người ở đây cũng đều vừa có khả năng vừa khôn khéo cũng không thể để một câu nói hù dọa cho qua đi thái tử phi nghe vương phi nói cũng không tâm phục vừa lúc nhân tiện nói cũng không thể nào cứ để như thế nương nương không bằng chúng ta để vương thẩm nói rõ cũng làm cho chúng ta thưởng thức một ít bản lãnh của đệ muội dù thân vương phi vốn đang nói chuyện cùng các quý phu nhân bên kia nghe thế cũng tới đây tham gia náo nhiệt vừa lúc đi tới bên cạnh thượng quan mai bống chán thượng quan mai rồi nói ta nhưng là nghe nói cháu đường đường là một thế tử phi đệ muội còn kém hơn không chỉ một chút đâu đích thị là mai nhi ngày thường quá mức ham chơi lười biếng rồi nếu không như thế nào chuyện trong viện của vương phi cũng không hiểu rõ ràng đây cẩm nương nghe lời này đã cảm thấy chói tai dụ thân vương phi trách cứ thượng quan mai thật ra thì cũng có ý nói cho mọi người đang ngồi rằng cẩm nương lộ vẻ có bản lĩnh nhưng tham vọng là con dâu mới vào phủ chưa hơn một tháng thế nhưng quản tới chuyện trong viện của mẹ chồng điều này không hợp quy củ vừa cả gan làm loạn trong phòng này phần nhiều là người thuộc hoàng thân quốc thích trong kinh thành tất cả mọi người là mẹ chồng hoặc con dâu vừa nghe lời này liền lặng yên rồi đều đưa ánh mắt nhìn cẩm nương cùng vương phi trong lòng người ta đang suy nghĩ giản thân vương phi này hoặc quá hồ đồ hoặc quá thành thật, mà sợ là con dâu mới có dã tâm rất lớn, trước còn đường đường thế tử phi mà nàng có thể vượt cấp đi quản chuyện trong phủ mẹ chồng, rốt cuộc là thứ xuất nên không đứng đắn học quy củ như nữ chính. Cẩm nương nhất thời bị mọi người vây xem, đều có đủ loại ánh mắt nhìn ngó, nàng vẫn bình tĩnh, vương phi không mở miệng thì nàng quyết không vạch áo cho người xem lưng. Dù sao những người này nàng cũng không biết mấy. Vương Phi cùng Lưu Phi nương nương vừa nhìn cũng là không phải người chịu ăn thịt. Tí nữa chắc chắn sẽ lấy lại danh dự cho nàng. Quả nhiên Vương Phi nghe dụ thân Vương Phi nói thế mặt mày liền trầm mặc, lạnh lùng nói với dụ thân Vương Phi, việc này nguyên bản chính là muội cố ý muốn khảo nghiệm con dâu. Nàng cũng là bị ép mới không có cách nào làm khác nên mới giúp muội Chu Toàn, hợp lẽ thường chẳng qua muội không ngờ dù bề ngoài nàng bình thường nhưng đầu óc rất thông minh không phải muội nói ngoa chứ thanh quốc tỷ sau này muốn tìm con dâu tài đức sáng suốt như thế sợ tỷ thật là khó kiếm cẩm nương nhà muội là con dâu ngoan trong trăm người mới có một mà thôi vừa nói kiêu ngạo vừa lấy từ trong túi ra bản quy định mà cẩm nương lúc trước hiến kế viết cho nàng đưa lưu phi nương nương nhìn ánh mắt lạnh lùng quét cả phòng một lần xét cho kỹ càng thì dụ thân vương mặc dù là hoàng thân quốc thích nhưng nếu so với giản thân vương cũng là kém một bậc bởi vì dụ thân vương tuy là ruột thịt của hoàng thượng lại không phải thiết mạo tử vương đời sau vẫn mang địa vị thân vương sau này thế tử kế vị thì tước vị sẽ phải hạ từ thân vương thành quận vương sau đó lần lượt hạ tước cho nên phần đông người trong phòng vẫn rất để ý giản thân vương phi vương phi nói lời này có chút lớn lối Mọi người mặc dù không hề dùng ánh mắt khác thường ngó chừng Cẩm nương nữa nhưng mà có chút khinh thường. Dù sao một cô nương thứ xuất, ở nhà mẹ đẻ được giáo dục kém con vợ cả không ít, nhưng giản thân Vương phi nói mạnh miệng quá, để xem lúc sau bằng cách nào mà nói cho ổn thỏa. Mỗi người đang ngồi đây cũng không phải ngồi không. Sắc mặt dụ thân Vương phi cũng không quá tốt đẹp, cứng ngắc cười, "Ừm, phải không?" Thế thì thật muốn xem một chút con dâu của muội có bao nhiêu hiền lương và khả năng vừa quay đầu nhìn quanh phòng nói với các phu nhân hôm nay mọi người thật có phúc một lúc nữa đều có thể tham khảo học tập bản lĩnh con dâu nhỏ của uyển thanh muội mọi người vừa nghe tất cả đều châm biếm chê cười Lưu phi nương nương cầm trong tay bản quy định cầm nương viết trước tiên liền bị hấp dẫn bởi nét chữ châm hoa nhỏ nhắn khéo léo chưa nhìn nội dung liền nói chữ viết cũng không tồi sâu sắc phiêu giật kiểu chữ xinh đẹp tuyệt trần không mất vẻ phóng khoáng ư ừ chấm ngoặc kép, tiếp theo vừa nhìn nội dung, cũng là một hồi lâu chẳng nói thêm gì. Bao nhiêu người trong phòng đưa mắt nhìn Lưu Phi nương nương, chỉ hy vọng từ miệng nàng có thể nói ra điều không tốt. Nhưng Lưu Phi nương nương xem xong rồi chẳng qua hai mắt sáng long lanh ngắm cầm nương, hồi lâu mới nói, bản này bổn cung muốn cầm về hiến tặng cho Hoàng hậu nương nương. Đoán chừng theo biện pháp này quản lý hậu cung thì Hoàng hậu nương nương cũng giống huyền thanh có thể tiết kiệm không ít tâm tư rồi. Cẩm nương. Ta ghi nhớ công lao này của cháu." Cẩm nương nghe xong vội cúi đầu kính cẩn khiêm nhường nói cảm tạ. Thái tử phi nhìn không vui lòng, Lưu phi nương nương là tỷ tỷ của Vương phi, nói chuyện tự nhiên sẽ hướng về Vương phi. Tôn Cẩm nương kia so với Mai Nhi thua nhiều thứ, nhìn bộ dáng kia bất quá cũng coi như thanh tú, cử chỉ không đủ mạnh mẽ, làm sao bì được với muội muội nhà mình không cần nói vẻ đẹp quốc sắc thiên hương, tính tình còn biết lấy lòng vừa nhâm mắt, duỗi tay đòi Lưu Phi nương nương, nương nương, thứ tốt như vậy ngài cũng không thể che giấu riêng mình, cho mọi người chúng ta được học một ít đi. Lưu Phi nương nương cười đưa cho Thái tử Phi, Thái tử Phi nâng tay nhận lấy, nhìn nét chữ quả nhiên xinh đẹp, cũng không nói thêm nữa, nhìn kỹ nội dung thì càng xem sắc mặt càng sợ. Sau khi xem xong liền nói với Cẩm Nương, muội một chút nữa viết thêm một bản đi, bổn cung cũng muốn cầm về. Mỗi viết quá tinh tế, tỉ mỉ, ta nhất thời cũng không nhớ được nửa phần. Cả đám người trong sảnh nghe lời này liền biết Lưu Phi nương nương nói không giả dối, nhất thời nổi hứng tò mò, bọn họ đều là chủ mẫu trong nhà, tất cả mọi việc mỗi ngày quá rắc rối, nha hoàn hạ nhân trong phủ nhiều lúc đã kích nghiêng ngả đều khiến họ lao tâm lao lực, thật khó có biện pháp trị tốt lắm, ai không nguyện tiết kiệm chút ít tâm sức. Dụ thân vương phi cầm đến nhìn đầu tiên, Thượng quan Mai một bên rất không phục, cũng nghiêng đầu ghé vào coi xem như thế nào. Mọi người xem một lượt rồi cũng không có người có thể nói thêm gì nữa. Lập tức không còn người tiếp tục xem Thường Cẩm Nương. Tuy vậy, cũng chỉ mới có biện pháp quản gia đình vẫn không thể cứ thế mà coi người khác so sánh không bằng. Tự nhiên cũng còn có vài vị phu nhân không phục, không thể để một mình Cẩm Nương hưởng hết danh tiếng tốt đẹp. Người thứ nhất không phục chính là Thượng quan Mai nàng sớm nghe nói cẩm nương biết thi từ nhưng không tinh thông hỏa vẽ tranh điểm này nàng cũng không cần phải ép cầm nương để mình thành kẻ hẹp hòi nhưng chẳng bao giờ thấy nàng đánh đàn hay biết vũ đạo liền nói hôm nay là ngày mừng thọ lão thái phi tiểu bối chúng ta dĩ nhiên phải làm lão nhân ra vui vẻ khó có dịp tất cả mọi người tới đông đủ như vậy không bằng một người biểu diễn một tiết mục cho mọi người cùng vui mừng a à. lời vừa nói ra các cô gái đều tán thành Vương Phi cũng không phải lo lắng việc này. Lần đầu tiên gặp cầm nương đã nghe nàng nói biết chơi cờ. Chẳng qua từ lúc gà vào cửa đến giờ vẫn chưa thấy nàng động tay đến những thứ đó. Tuy thế cầm nương từ trước đến giờ rất cẩn thận, nàng nhất định sẽ không giả bộ, vì vậy cũng chẳng ngần ngại để cho bọn tiểu bối làm ầm ĩ. Liêu Thái Phi lớn tuổi, dĩ nhiên thích náo nhiệt, thích nhìn nhóm tiểu nha đầu tụ họp cùng nhau chơi đùa vui mừng liền bận rộn sai sử hạ nhân mang đàn mà dụ thân vương phi đã chuẩn bị, cũng may khách sảnh rất lớn, trên mặt đất lại trải thảm nhung tơ, những cô nương hay phu nhân muốn ca liền ca, muốn múa liền múa, cũng mang tới hai cây đàn để trong phòng. Người đầu tiên muốn biểu diễn dĩ nhiên là Thượng Quan Mai, nàng thong dong đi đến trước mặt mọi người, yêu nhã ngồi trước đàn ngọc, một khúc Phượng Lâm đàn uyển truyền du dương, vô luận xét về kỹ thuật đàn thành thạo hay nhạc luật chuẩn âm, tất cả đều không thể soi mói tiếng đàn mới vang lên liền vọng tới nam khách từ phòng bên cũng tới đây lắng nghe thưởng thức tiếng vỗ tay tự nhiên như sấm dậy khen không dứt miệng thấy các thiếu gia và thế tử tới một đám tiểu thư và phu nhân trong phòng tựa như nổi máu gà càng đánh dường như càng thêm hưng phấn ngày thường những tiểu thư đại gia khuê các bị cầm chân trong thâm trạch khó có được phép đi ra khỏi cửa lại càng khó gặp nam tử ngoại trừ phụ huynh hay trượng phu mà nhóm nam tử này lại có tí chút tuấn tú, tự nhiên tâm tư cũng muốn lưu giữ hình ảnh đẹp trong lòng các bậc nam tử. Trong lúc nhất thời, người thì ca hát để dành thiện cảm, lấy ca làm khí cụ, lấy khiêu vũ làm binh, lấy cầm để chiến đấu, toàn bộ tình cảnh thành giết chóc kịch liệt, cũng náo nhiệt phi thường, cẩm nương vẫn mỉm cười lặng lặng đứng yên ở bên cạnh vương phi, người khác hát tốt, nàng tất nhiên vỗ tay ăn mừng người ta gầy đàn êm tai thì nàng cũng ca ngợi theo mấy tiếng một bộ dáng không vội không nóng cũng không kiêu ngạo không xiểm nịnh càng khiến lưu phi nương nương nhìn nàng càng vui mừng đình nhi bị hại thân thể tàn tật đây vẫn là tâm bệnh của lưu phi nương nương năm đó hoàng thượng nói muốn phế địa vị thế tử của đình nhi lưu phi nương nương không ít lần lải nhải phàn nàn trước mặt hoàng thượng nhưng vì thể diện hoàng gia phải giữ nên nàng cũng không có biện pháp khác Muội muội tâm tư hiền lành, sau này không có nhi tử giỏi giang bên cạnh thì ngày sau sợ sẽ phải trải qua không tốt lắm. Bây giờ thấy Cẩm nương trang nhã trầm ổn, tú ngoại tuệ trung, bên ngoài xinh đẹp, bên trong thông tuệ. Dĩ nhiên là rất vui mừng. Với Lưu Phi nương nương thì trưởng quản công việc gia đình, so với những thứ tài nghệ cầm kỳ thư họa kia hữu dụng nhiều lắm. Tuy vậy hôm nay quý tộc trong kinh tới cũng nhiều, nếu Cẩm nương thật có thể nổi bật trong cuộc tỷ thí này, mặt mày nàng tự nhiên lại càng vẻ vang. Chẳng qua là, trước cũng đã được nghe một ít chuyện nhà tôn tướng quân, thê tử Trương Thị rất ương ngạnh, nghe rằng từng chèn ép ngược đãi với thư nữ đến hết mức, cho nên tôn đại tướng quân mới có thể thỉnh hoàng thượng thăng mẹ của cầm nương thành bình thê, cũng chẳng biết cầm nương có cơ hội học đàn không. Một đám người gồm thế tử phi, thiếu phu nhân, đại cô nương biểu diễn xong, cầm nương còn ung dung đứng một bên, không có ý định tham gia cuộc vui. Vương Phi tự nhiên nóng nảy, vừa muốn nhắc nhở cẩm nương, nhị phu nhân bên kia vốn tĩnh mặc lại nói trước. Chất tức, cháu dâu, đến lượt cháu, mau mau đi ra biểu diễn, người ta đều nhìn mỗi cháu. Cẩm nương vừa nhấc đầu đưa mắt liền thấy ánh mắt thượng quan mai khiêu khích, mặc dù một đám nữ từ biểu diễn qua, nhưng tất cả mọi người đều công nhận là cầm kỹ của thế tử phi giản thân vương cao siêu nhất nàng về chị ra thua cầm nương một đoạn, trung quy phải lấy lại danh dự ở phương diện khác. Vừa nãy thấy cầm nương vẫn chưa có động tĩnh, liền nói, đệ muội hôm nay giống hũ nút, không hoạt bát như thường ngày, sẽ không bị lưu phi nương nương khen đến tìm không ra phương bắc đấy chứ. Cầm nương cười nhạt một tiếng, thong dong mà thẳng bước đi ra, thi lễ một cái với lưu phi nương nương cùng một đám trưởng bối nói, cầm nương khả năng vụng về, sợ các vị trưởng bối cùng các tỷ muội chê cười nhưng vừa rồi các vị tỉ muội đã nhanh chóng góp vui cho lão thái thái. Cầm nương tất nhiên không thể thiếu sót, chỉ là nếu khúc nhạc cầm nương đàn không được tốt, xin mọi người ngàn vạn lần không nên chê cười cầm nương mới được. Nói xong, nàng chậm rãi đi tới trước đàn ngọc, ngón tay khẽ vuốt dây đàn, tất cả mọi người nín thở chờ lại thấy nàng chưa gầy đến nửa nốt nhạc, không khỏi che miệng cười, trong mắt thượng quan mai liền lộ ra vẻ đắc ý. Cẩm Nương bất quá là cảm thấy cây đàn cổ này rất tuyệt diệu, tuy nói không so sánh được với Tiêu Vĩ cầm nổi tiếng, nhưng rất cổ xưa, âm sắc cũng êm dịu thanh khiết, hai mắt không khỏi nhìn lâu một chút, không nghĩ lại dẫn tới ánh mắt khác thường của mọi người, nàng cũng không sợ, đầu ngón tay nâng nhẹ, môi đỏ mọng khẽ nhếch, đồng thời tiếng đàn mộc vang lên, giọng hát Cẩm Nương réo rắt cùng với tiếng đàn nảy lên. Bích Thảo thanh thanh hoa đua nở, thải điệp song song lâu bồi hồi, hoa cỏ xanh tươi đua nở, đôi bướm bay quanh bao lâu. Chấm ngoặc kép, tiếng ca huyền chuyển, tiếng đàn du dương, một khúc ca này, hát như tựa khóc, triền miên bi thương, dường như kể lại một chuyện tình yêu xưa cũ mỹ lệ mà thê lương. Nhất thời cả đại sảnh ai ai cũng tĩnh lặng, mọi người đều hòa nhập vào tiếng ca, nghe như si như say, thanh âm của cẩm nương dừng một hồi lâu mới vang lên tiếng vỗ tay ầm ầm như sấm. Không nghĩ tới. Thế Tẩu cầm kỹ cao siêu như thế, tiếng ca cũng như thiên âm, thật làm cho thanh dục mở rộng tầm mắt a. À. Người bên cạnh còn chưa nói chuyện, Lãnh Thanh Dục tiêu sái đi vào nội đường, cúi chào Cẩm nương. Cẩm nương cười yếu ớt đáp lễ lại, nói: "Thế tử khen quá lời rồi." Liền thong dong trở lại bên cạnh Vương phi. Lãnh Thanh Dục lúc trước bị tiếng đàn náo nhiệt nơi này hấp dẫn tới đây, chẳng qua do tâm tính thiếu niên đến xem náo nhiệt lúc đầu vào cửa chưa từng nhìn cầm nương, trong phòng oanh oanh yến yến quá nhiều, đều xinh đẹp đến làm cho hắn bị hoa mắt. Cầm nương quá mức bình thường, hắn làm sao chú ý thấy được, chỉ khi cuối cùng, lúc người khác biểu diễn xong, hắn mới thấy cầm nương bên cạnh Vương Phi. Lần trước ở cửa hàng Thành Đông hắn đã ăn thua thiệt bởi nàng, nhân tài đã sớm chọn chúng lại bị nàng đoạt trước. Sau đó bị nàng thiết kế đành theo tam lão gia lão béo mốc kia chơi bời một buổi chiều trong lòng thực sự rất buồn bực hôm nay vừa nhìn thấy cẩm nương nên ước gì có thể bêu xấu nàng là tốt rồi không nghĩ tới một khúc cầm ca làm hắn nghe liền lạc mất tâm hồn cả khi tiếng đàn ngừng hắn vừa mới bị tiếng vỗ tay thức tỉnh ánh mắt mang theo thưởng thức hắn liền là người thứ nhất tới đây chúc nhưng thấy cẩm nương vội vã nhìn hắn một cái đã nhanh chóng rời đi trong lòng lãnh thanh dục có chút ít khó chịu đúng dịp mẫu thân dụ thân vương phi an vị ở bên cạnh giàn thân vương phi, hắn cười danh mãnh, đi tới cũng không nói hành lễ, đưa tay vịn vai mẫu thân mình, mắt liếc cầm nương rồi nói, ừm, um, mẫu thân, nương nếu tìm vợ cho nhi tử, tìm cô nương nào như thế tẩu ấy, trong lòng nhi tử thực sẽ vui mừng được ngay. Phần này đến đây là hết. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.